Mẹo trị cháy rận. 1. Trị cháy rận bằng tỏi. Bạn có thể áp dụng phương pháp trị cháy bằng tỏi này ngay tại nhà mà lại vô cùng hiệu quả. Cách làm: bạn giã tỏi vắt lấy nước, đem trộn đều với nước cốt chanh, sau đó thấm vào khăn xoa nhẹ lên đầu. Sau đó gội lại với nước sạch, thực hiện đều đặn trong khoảng 1 tuần. Bạn lưu ý lấy một lượng tỏi vừa phải để tránh tình trạng dùng quá nhiều tỏi, vì tỏi có tính nóng nên sẽ làm cho da đầu bị bỏng. Một cách trị cháy bằng tỏi khác là bạn có thể trộn nước ép tỏi nguyên chất với một muỗng dầu ăn, nước cốt chanh, trà xanh cùng dầu gội. Sau đó dùng dung dịch này xoa đều lên tóc, ủ kín trong một chiếc khăn trong 30 phút. Sau đó gội lại với dầu gội bình thường. Thực hiện thao tác này đều đặn mỗi ngày trong vài tuần liên tục. 2. Dùng nước súc miệng. Bạn dùng một ít nước súc miệng và xoa lên da đầu, massage một vài phút, sau đó gội lại bằng dầu gội. 3. Dùng muối và giấm. Cách làm: hòa tan 1/4 chén muối và 1/4 chén giấm. Nhẹ nhàng xoa hỗn hợp này lên tóc đến khi tóc ẩm. Dùng khăn quấn lên tóc và ủ trong 30 phút, sau đó gội lại bằng dầu gội bình thường. Thực hiện đều đặn trong 3 ngày, hoặc bạn có thể chỉ sử dụng giấm trắng để làm bài thuốc trị cháy rận. Cách làm cũng như sau: hòa tan một muỗng giấm trắng với một lượng nước vừa đủ. Xoa đều hỗn hợp lên tóc, ủ tóc của bạn trong một chiếc mũ hoặc khăn sạch trong vài giờ. Dùng một chiếc lược nhúng qua chén giấm trắng rồi chải lên tóc. Thực hiện nhiều lần và bạn sẽ thấy ngay hiệu quả. 4. Dùng dầu ô liu. Bạn dùng nửa chén dầu ô liu hòa với nửa chén nước lạnh, thêm một chút dầu gội thành một hỗn hợp. Thoa hỗn hợp này lên da đầu của bạn và giữ trong khoảng 30 phút, sau đó gội lại với nước sạch. Kết hợp với dùng lược khít để chải tóc, bạn hãy cố gắng thực hiện nhiều lần mỗi tuần, kiên trì thực hiện trong vài tuần sẽ có kết quả như ý. 5. Dùng chanh. Chất axit có trong chanh sẽ dễ dàng loại trừ cháy rận, đồng thời ngăn chặn sự phát triển và sinh sôi của chúng. Bạn vắt lấy nước cốt chanh, thoa đều lên da đầu và giữ trong 30 phút, sau đó gội lại với giấm và nước ấm. Thực hiện trong 1 tuần và bạn sẽ thấy hiệu quả. Chúc bạn thực hiện thành công mẹo vặt ngày hôm nay nhé!